Châu Duy Anh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 của năm 2024. Kính thưa bạn, thì tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang sôi động, đặc biệt nhất là ở khu vực Donetsk, mặt trận Bogot cũng như nhiều khu vực khác. Mà hiện nay lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết gió đã đổi chiều ở tại Donetsk và lực lượng quân đội Ukraine xô đẩy quân Nga vào đường tử địa. Hiện tại nói đến là lực lượng quân đội Ukraine đang tập kết xe tăng trên dưới là khoảng 300 chiếc và hừng hực để chuẩn bị một cuộc phản công mới. Hiện tình hình hiện tại Nga đã rơi vào tình trạng khó khăn, đặc biệt nhất là ở tại Bogot. Hiện hôm nay mà lực lượng quân đội Ukraine đã giành được nhiều khu vực chiến thắng với những khu vực mà lực lượng quân đội Ukraine đã tái chiếm ở những ngày vừa qua, chẳng hạn như ở tại Torres hay là New York. Thì bây giờ lực lượng quân đội Ukraine đã giành thêm nhiều khu vực khác ở khu vực Donetsk này. Nga bắt đầu đang chuyển hướng về ở Chasovia cũng như luôn cả ở Uvleda và Volida. Thì những cuộc tấn công của lực lượng quân đội Ukraine dồn dập đẩy quân Nga vào trận chiến địa ngục của trần gian, tức là lực lượng quân đội Ukraine đang bao vây ở bên ngoài, dồn quân Nga vào ở bãi mìn, và lực lượng của Nga đang rơi vào tình trạng tồi tệ ở trước diễn cảnh trong 24 giờ ở tại Donetsk. Theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông cho biết trong vòng 3 giờ đồng hồ mà Nga đã tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ qua lên tới 153 mục tiêu từ tên lửa, máy bay không người lái và bom dẫn đường, vân vân. Thì Nga muốn chiếm lấy cho bằng được ở tại Uleda và Volida. Kính thưa bạn, thì nơi đây là trận chiến đang sôi sục, diễn ra khốc liệt hàng ngày. Ngay bây giờ, Volida là nơi thành trì của tỉnh Kharkov, cũng như những lực lượng quân đội Ukraine đã từng xóa sổ những lý đoàn thủy quân lục chiến và lính nhảy dù của Nga. Thì bây giờ, quân của Nga đang rơi vào ở trong tình trạng là bị bao vây, tức là lực lượng quân đội Ukraine đang tập kết ở bên ngoài một cuộc phản công lớn để đẩy mạnh cuộc tấn công này cho quân Nga dồn vào ở bãi mìn ở bên trong ở tại Volida. Kính thưa bạn, thì lực lượng quân đội Ukraine tiếp tục tấn công, chứ là hai bên dồn dập vào cửa tử, quân của Nga đang rơi vào tình trạng hỗn loạn trong 24 giờ từ ở tại Volida và cũng như Volida. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự đang diễn ra ở tại Donetsk hàng ngày. Bây giờ thì Nga đã bỏ qua cái sự vụ ở tại Borodka. Borodka không thể nuốt được thành trì nơi hậu cần của lực lượng quân đội Ukraine hiện đang chiếm giữ. Và thành trì huyết mạch này Ukraine không để mất, thì lực lượng của Nga bắt đầu dồn dập để mở một mặt trận mới. Một mặt trận mà Nga xua rủi vào ngày hôm nay khi lực lượng quân đội Ukraine đã nhận được khí tài quân sự từ pháo tự hành lẫn cả xe bọc thép, và với tất cả các loại xe tăng chủ lực của Ukraine từ Leopard 1, Leopard 2 và lẫn cả Raham, cũng như dưới xe tăng của Ukraine ở dòng xe T-80 và T-62, T-72 bắt đầu đang xây trục nghiền nát ở khu vực Donetsk. Vì vậy, lực lượng quân đội Ukraine nói Donetsk gió đã đổi chiều. Kính các bạn, tình hình hiện nay các bạn thấy nó đang sôi động. Và hiện tại, theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Zyky, ông cho biết là chúng tôi phải quét sạch ở Donetsk, Luhansk thời gian tới. Đó là những chi tiết về tình hình cuộc chiến đang sôi động, hiện đang diễn ra trong 24 giờ mà hiện nay. Còn lại về tình hình ở tại mặt trận quốc, lực lượng quân đội Ukraine cũng tạo dòng dây làm cho quân của Nga đang hỗn loạn, đặc biệt nhất là nói đến ở cặp mé sông con sông Seim. Hiện nay Nga thì thiết lập cầu để đưa quân sang, lực lượng quân đội Ukraine phá hủy, và những trận chiến đang diễn ra trong 24 giờ ở dòng sông Seim mà quân của Nga thiệt hại nặng nề. Theo tin tức từ tham mưu ở tại tỉnh quốc đã cho biết, nó trong vòng 24 giờ mà chúng tôi đã tiêu diệt quân Nga tràn ngập vượt qua sông, qua những trận chiến mà chúng tôi đã tấn công bằng pháo và luôn cả hỏa tiễn HIMARS. Trong khi đó, lực lượng quân đội Ukraine còn tiếp tục dập bom
ở bên kia con sông với Mỹ Hàm Chính, hãy nói những quả bom chính xác dẫn đường đúng mục tiêu, phá hủy quân Nga một cách tồi tệ chưa từng có. Về phía Nga, nói về ở tại tỉnh quốc, thì lực lượng của Nga hôm nay cũng công bố là quân của Nga đang khóa miệng túi, muốn khóa miệng túi lực lượng quân đội Ukraine cặp hai bên sườn từ Ben Gur và lẫn cả Kyrgyzstan. Kính thưa bạn, hai bên đang khóa miệng túi. Ngay bây giờ thì Nga bắt đầu đã tuyên bố là di dời người dân ở những khu vực lân cận này lên tới là hàng trăm ngàn người, với các khu vực mà Nga, mục tiêu của Nga là khóa miệng túi lực lượng quân đội Ukraine ở tỉnh quốc. Tình hình hiện tại thì phía Nga cho biết Nga đã chiếm lấy được như vậy là hai ngôi làng. Một là ngôi làng Uvenovka, hai là Vorky. Kính thưa bạn, thì hai ngôi làng này có hay không? Hiện nay lực lượng quân đội Ukraine chưa có công bố, nhưng theo tin tức từ tham mưu của Ukraine cho rằng tình hình hiện tại ở tại tỉnh quốc hơn một tháng nay, Nga chưa có giải tỏa được một khu vực định cư nào hay là một thị trấn nào Nga có chiếm lấy được ở những khu rừng. Điều đó có khi lực lượng quân đội Ukraine không đủ sức để bảo vệ những khu rừng này vì đường trống là bị máy bay không người lái hoặc máy bay của Nga ném bom. Vì vậy là đường truy viện rất khó khăn, lực lượng quân đội Ukraine rút rời khỏi nơi đó Nga chiếm lấy được ở khu vực này. Thì những khu rừng này không phải là lớn, theo diện tích là mỗi khu rừng từ một cây số vuông trở lại không hơn. Đó là chi tiết về tình hình lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết về tình hình ở tại tỉnh quốc. Hiện nay thì phải nói là Nga đang rơi vào tình trạng là khủng hoảng ở tại tỉnh quốc. Diễn biến của nó có thể là tồi tệ trong những ngày sắp tới, mà hiện nay lực lượng quân đội Ukraine đang bổ sung quân số từ ở chiến trường miền Đông và lẫn cả ở tỉnh quốc trong 24 giờ. Nói đến khí tài quân sự từ xe tăng, xe bọc thép và cũng như pháo binh. Nói đến việc pháo binh mà Ukraine đã có 12 khẩu pháo tự hành từ Đan Mạch và Ukraine sản xuất ở tại lãnh thổ đất nước của Ukraine. Vì vậy, với hậu cứ của Ukraine hiện nay đã có đầy đủ về mặt quân sự cũng như mọi chi tiết khác. Đó là chi tiết về tình hình cuộc chiến đang diễn ra trong 24 giờ. Thì rạng sáng ngày hôm nay, kính thưa bạn, từ đảo Crimea là Nga bắt đầu đã có dấu hiệu tấn công bằng hỏa tiễn tầm xa mà lực lượng quân đội Ukraine đã đặt ở trong tình trạng báo động, cũng như còi báo động vang lên, nhưng sau khi đó gỡ bỏ. Tức là Nga cũng tấn công, nhưng không phải vào thủ đô Kiev, mà vào ở tỉnh Odessa, Kherson hay là Zaporizhia. Nhiều tình tiết hôm nay nói về tình hình chiến sự từ miền Đông lẫn cả miền Nam của Ukraine thì Nga chưa có đạt được thành công nào. Mà hãy nói, theo tin tức từ tham mưu trưởng Ukraine, ông Zyky, ông đã cho biết là tình hình hiện tại bất phân thắng bại, tức là hai bên vẫn ở trong cái tư thế là tiếp tục để chiến đấu nhưng không đạt được thành công nhiều. Theo những gì từ lời của ông tham mưu trưởng Ukraine, ông Zyky, ông đã cho biết. Còn lại về tình hình chiến sự ở Kherson, cặp theo con sông ngạn Dnipro, thì cuộc chiến vẫn tiếp tục giằng co, nhưng nó không phải là ở sâu động giống như tình hình ở tại mà Donetsk hiện đang diễn ra. Đó là chi tiết về tình hình cuộc chiến. Riêng về Tổng thống Zelensky, ông nêu ra vấn đề là hòa bình cho Ukraine, cũng như kế hoạch hòa bình và lực lượng quân đội Ukraine chiến thắng lên tới 90%. Với kế hoạch này, ông sẽ nêu ra ở tại cuộc họp thượng đỉnh hòa bình tháng 11 diễn ra tới đây, nhưng chưa biết là sẽ diễn ra ở nơi nào. Kính thưa bạn, vì ở tại Anh Quốc là xem như không có Canada, và bây giờ còn lại đó là Ấn Độ. Thì chúng ta hãy chờ xem vào tháng 11 tới đây, như vậy là cuộc họp thượng đỉnh hòa bình ở nơi nào mà kế hoạch 90% Ukraine chiến thắng đã nêu ra từng giai đoạn một mà Tổng thống Zelensky ông sẽ gặp Tổng thống Biden và trình bày ở bên lề hội nghị ở tại Liên Hợp Quốc New York diễn ra sắp tới. Tình hình hiện nay tức là Ukraine đang đạt nhiều thành công cũng như những kế hoạch và theo lời của Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra. Đó là chi tiết về tình hình Ukraine chiến sự đang diễn ra, một trong tin tức sôi động mà các báo chí đang bình luận
về vấn đề nhân vật ám sát cựu tổng thống Donald Trump. Theo các báo chí bình luận về tình hình hiện nay, nói về nhân vật đặc biệt này, kính thưa bạn, thì chưa hẳn là ông ở trong một cái tổ chức nào hay là một cá nhân. Theo đó là theo những gì bình luận, chúng ta hãy chờ về FBI cũng như qua cuộc điều tra sau khi đó có kết luận với nhân vật đặc biệt ám sát cựu tổng thống Donald Trump lần hai. Bây giờ hãy nói tin tức đang lộn xộn sờ ngầu cả thế giới, đang sôi động với nhiều tin đặc biệt từ Ukraine, Nga và lẫn cả Hoa Kỳ. Tức là cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ trong năm 2024 tháng 11 tới đây. Nó có nhiều chuyện biến động và phức tạp, và cũng có thể nói là từ Nga, Trung Quốc và cả Iran, họ bắt đầu giật dây, trong đó có cả Bắc Triều Tiên, và tình tiết của nó đang sôi động từ ngày từ giờ với cuộc chiến ngày hôm nay. Kính chào bạn, đó là tin tức về ấy rằng là ở tại Ukraine. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình đất nước Nga. Ấy cha, đất nước Nga bây giờ là Putin đang lên dây cốt, tức là bắt đầu lệnh tổng động viên với số quân đội của Nga sẽ tăng dự mức lên tới 2,5 triệu quân, và số quân để cho lực lượng quân đội Ukraine nướng, tức là 1,5 triệu quân vào năm 2024 và đầu năm của năm 2025, mà Putin đã ra lệnh tổng động viên. Putin cho biết là lực lượng quân đội của Nga sẽ bắt đầu là đứng sau của quân đội Trung Quốc. Trung Quốc hiện tại là có trên dưới hơn 3 triệu quân và chưa đến là quân dự bị của Trung Quốc. Quân dự bị của Trung Quốc thì phải nói là con số vô số kể, có thể nói từ 5-10 triệu quân. Mà các bạn biết dân số 1 tỷ thì bao nhiêu quân số, thì bây giờ Putin tức tốc tức là hốt hoảng ở trước tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra, mà Nga không thể chiến thắng được lực lượng quân đội Ukraine, một cuộc chiến kéo dài sắp xỉ 3 năm tới nơi, và quân của Nga đang kiệt quệ. Thì một trong tin tức từ Đức, theo viện nghiên cứu Đức và cũng như nền kinh tế của Đức đang nhận định rằng đất nước Nga hiện nay đang rơi vào tình trạng thoi thóp và nền kinh tế của Nga sẽ sụp đổ. Hàng ngày Nga sẽ bỏ ra về các khoản tiền quân sự lên tới là 319 triệu đô la. Đây là một trong con số bỏ túi, kính thưa bạn, con số bỏ túi chứ không phải là con số đó là chính trắng, và con số thấp nhất đó là 319 triệu mỗi ngày. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục về khí tài quân sự mà lực lượng quân đội Ukraine đã đốt cháy của Nga lên tới 59 tỷ đô la kể từ đầu cuộc chiến 24 tháng 2 của năm 2022 mà Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Thì chính lực lượng quân đội Ukraine đã đốt khí tài quân sự của Nga lên tới 59 tỷ đô la. Và quân số của Nga hiện tại ngay bây giờ nói đến là con số thiệt hại lên tới là 630.000 quân, là một trong con số khổng lồ. Nhưng đây chỉ là con số người ta bình luận vì giữa hai bên không ai công bố con số chính xác. Kính thưa bạn, chưa có quốc gia nào ở là giữa Nga và Ukraine chưa có công bố chính xác. Nhưng theo ước tính là giữa hai bên là phía Nga thiệt hại nhiều hơn lực lượng quân đội Ukraine. Đó là theo tin tức từ Đức đã công bố với những tin diễn cảnh đang sôi động hàng ngày hôm nay. Điều đặc biệt nhất đó là đồng minh của Nga, một trong quốc gia Uzbekistan, kính thưa bạn, là tuyên bố giật thịt cho Putin. Tổng thống Uzbekistan, ông nói, Putin, mày không chiến thắng được Ukraine, mày nên rút quân. Và ông cam kết cụ thể với nhiều quốc gia khi một cuộc trả lời với báo chí. Tổng thống Uzbekistan, ông khẳng định một điều là Nga không thể thắng được Ukraine và Nga sẽ thảm bại, đất nước Nga sẽ sụp đổ giống như thời kỳ Liên bang Xô Viết sụp đổ, mà nó mức sụp đổ của đất nước Nga nó còn tồi tệ hơn là thời kỳ Liên bang Xô Viết. Tại sao nó tồi tệ hơn? Vì thời kỳ Liên bang Xô Viết như vậy là Nga còn cả một kho vũ khí khổng lồ, kính thưa bạn, từ xe tăng cho đến đạn pháo, đạn cối, tên lửa và rocket đủ cỡ. Nhưng chính bàn tay của Putin
đã đốt sạch tất cả các loại vũ khí này, bây giờ không còn một trái ở trong kho, trở thành một kho trống không. Nga phải cầu viện đến Bắc Triều Tiên, Iran và khẩn cả Trung Quốc để viện trợ khí tài quân sự. Vì vậy, ông khẳng định một điều là Putin sẽ thất bại giữa lúc Hoa Kỳ ra lệnh trừng phạt về tài chính. Và đặc biệt nhất, Trung Quốc hiện nay lên tới 98% ngân hàng là ngừng giao dịch về ngoại tệ với Nga, và cũng như giao dịch về đồng nhân dân tệ, nhưng có giới hạn, không phải là bừa bãi để chơi xả láng. Vì vậy, cuối cùng Putin sẽ thất bại trong trận chiến này. Tình hình hiện nay, như các bạn đã thấy, Nga đang phô trương những cuộc tập trận ở tại Biển Đen, và đặc biệt nhất đó là Nga muốn nói lên vấn đề gì với cuộc tập trận này lên tới 300-400 tàu chiến và giữa Trung Quốc và Nga. Chứng tỏ cho thấy là Nga đang rơi vào tình trạng thoi thóp mới thị huy. Nếu như không thì không cần phải làm chuyện đó. Bên cạnh đó thì Putin bắt đầu đã ra lệnh tổng động viên quân số và dồn dập khí tài quân sự, cũng như Putin đã tuyên bố khẳng định một điều rằng tất cả các nguồn lực tài chính hay đổ về quân đội, trong khi đất nước của Nga hiện nay về nền kinh tế đang sụt giảm và mức tồi tệ của nó, tức là kẻ hưởng lợi nhất ngày hôm nay chính là Trung Quốc và Iran. Vì vậy, trước diễn cảnh này, nếu như Putin lệnh tổng động viên dồn nỗ lực về tài chính, về quân sự cho đất nước Nga, tức là dẫn đến đất nước Nga sụp đổ, theo lời của Tổng thống Uvekatan, ông đã tuyên bố, thì ngay bây giờ đồng minh của Nga đã nêu ra vấn đề này, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới. Như vậy là có đúng thật sự như các quốc gia đã bình luận hay không về đất nước Nga hiện đang diễn ra trong 24 giờ, theo lời của ông Peskov đang chia sẻ cũng như nịnh hót để phát biểu theo lời của Putin. Về đề cập đến về quân số cũng như lên án phương Tây và Hoa Kỳ là một cuộc chiến so cửa, Hoa Kỳ và NATO hỗ trợ và tiện tầm xa cho Ukraine từng bước một làm cho Nga đang điên đầu nhức óc. Với diễn cảnh này, phải nói đang ở trong cái tình trạng hồi hộp lo sợ. Và Putin có dám sử dụng đến vũ khí hạt nhân hay không? Hiện nay nói đến về Ba Lan, mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua từ Bộ Ngoại giao của Ba Lan. Ông khẳng định một điều là Putin hiện nay không dám làm chuyện đó về vấn đề vũ khí hạt nhân, thậm chí cả ở trong lãnh thổ đất nước của Ukraine. Putin cũng không dám sử dụng đến là vũ khí hạt nhân chiến lược vì tình cảnh hiện tại là giữa Hoa Kỳ và NATO chưa công bố một dấu hiệu nào về vấn đề hỗ trợ Ukraine cũng như đưa quân đến ở Ukraine hay không. Nói đến vấn đề nếu như Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, đây là cái bí ẩn cũng như Putin đang ở trong cái tình trạng hồi hộp và lo sợ với đất nước Nga. Từ lời của Jimmy Medvedev đang đe dọa đến Ukraine về vấn đề tập kích sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga bằng hỏa tiễn Tomahawk hay là hỏa tiễn ATACMS của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó còn có F-16 và nhiều vũ khí khác hiện tại mà Ukraine chưa tung đòn hết tất cả. Ukraine hiện nay còn nhiều loại vũ khí đáng sợ hơn, đặc biệt nhất theo lời của Tổng thống Zelensky, ông đã cho biết, ông nói hiện nay chúng tôi đủ sức để chiến đấu với quân Nga và chúng tôi sẽ tập kích sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga trong những ngày sắp tới. Thì bây giờ các bạn thấy, nói đến việc mà máy bay không người lái của Ukraine hầu như ngày nào cũng tấn công sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga và diễn cảnh cho Nga rất là tồi tệ. Điều đặc biệt nhất ngày hôm nay, tức là từ đài truyền hình của Ukraine là công bố một đoạn video với lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã tấn công ở bên ngoài đất nước Nga, tức là xuyên quốc gia. Kính thưa bạn, lực lượng của Ukraine đã tập kích ngay bộ chỉ huy của Nga ở tại Sia và phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga, tức là một công ty hãng xưởng chuyên về sản xuất máy bay không người lái và gắn chất nổ tối tân bị lực lượng quân đội Ukraine phá hủy. Nga đang tố cáo cho rằng lực lượng quân đội của Ukraine đang tấn công ở tại Sia là một hành động tàn bạo
về một khủng bố xuyên quốc gia tấn công vào lực lượng quân đội của Nga ở tại Syria. Quân của Nga ở tại Syria còn lại căn cứ hải quân, nhưng con số đó là tượng trưng, và các lực lượng quân đội của Nga rút tất cả sau khi Nga bại trận ở miền Đông và lẫn cả miền Nam Ukraine vào Nga là năm 2023. Vào thời điểm đó, Nga rút tất cả, luôn cả tên lửa S-300 và S-400. Ây cha, tình tiết của Nga xem bộ càng lúc càng hơi bị mệt ở cái thời kỳ Putin này. Thì vấn đề này chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới và chi tiết về tình hình đất nước Nga, diễn kịch của nó ra sao, cũng như trong cái bối cảnh mà đất nước Nga đang rơi vào cái cảnh tồi tệ về mức kinh tế ngày hôm nay, và cuộc chiến này Putin kéo dài được bao lâu. Theo các báo chí bình luận là Putin có thể kéo dài 2 năm nữa. Hiện nay với ý đồ của Putin muốn thành lập quân đội và lệnh tổng động viên từ đây cho đến cuối năm với quân số là 1,5 triệu quân, là một trong con số khổng lồ. Nói về mặt chi tiết về thiết bị quân sự và trang bị cho 1,5 triệu quân này thì Putin nói như chưa chắc đã làm nổi. Theo các báo chí nhận định cho rằng dây dạng xe tăng của Nga và lẫn cả xe bọc thép bây giờ đang cạn kiệt, Nga đang khâu hụt và đang cầu viện đới đồng minh. Tại sao Tổng thống Ubekatan? Ông lên tiếng và ông khẳng định điều này vì trước khi Putin đã từng lên tiếng yêu cầu Ubekatan chuyển giao xe tăng, xe bọc thép từ quốc gia này cho Nga. Ông từ chối và ông nói không, đây là vũ khí của chúng tôi mua của các ông, chúng tôi dành để bảo vệ lãnh thổ, đất nước của chúng tôi. Mà Ubekatan nằm trong khối an ninh tập thể Âu Quốc mà ông lại lên tiếng điều này, tức là chẳng khác nào tán vào mặt Putin một cách đau đớn chưa từng có. Như vậy, tình hình đất nước Nga đang bước vào giai đoạn hỗn loạn trong những ngày sắp tới. Đặc biệt hơn, nói đến thủ lãnh của Chechnya là một trong bộ tộc, hôm nay ông đã tuyên bố về tình trạng sức khỏe của ông thời gian vừa qua, và bây giờ ông đã chứng phục, nhưng lại đẻ ra bệnh mới vì căng xe mà, kính thưa bạn, hết bệnh này tới bệnh khác. Nhưng ông vẫn quyết tâm, ông nói rằng với lực lượng của Chechnya vẫn luôn sát cánh cùng với Putin và bảo vệ thanh trì của đất nước Nga, đặc biệt nhất đó là ở tại tỉnh Quốc, hãy đẩy lùi lực lượng quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Quốc. Và hiện nay Nga đang dồn dập để khóa miệng túi, theo những gì các báo chí bình luận. Và một trong tin tức mà Putin hiện đang ra lệnh di dời 4 ngôi làng ở bên Gyan, thì 2 ngôi làng và bên ruột 2 ngôi làng với dân số khổng lồ, Putin tức tốc ra lệnh và yêu cầu người dân hãy rời khỏi và mang đồ cá nhân cũng như chó mèo của mình được mang theo, còn lại những vật tư khác về gia đình không được mang theo, chỉ người và hành trang, kính thưa bạn, để đồ đó cho quân của Nga tiếp tục cướp nữa, cướp của người dân Nga. Diễn cảnh của nó có nhiều chuyện vui sắp tới ở đất nước Nga, thì chúng ta hãy chờ xem như vậy là thời gian sắp tới Nga phản công ra sao và có giành lại được ở tại tỉnh Quốc hay không, hay là Nga sẽ xa lầy vào nơi đây nữa. Vì tình hình hiện tại ở tại Donetsk, Nga đã đang bị xa lầy khi lực lượng quân đội Ukraine đã tung đòn phản kích một cách khốc liệt chưa từng có. Lý do mà Nga phải rơi vào tình trạng tồi tệ này, đó là chi tiết về tình hình đất nước Nga trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại châu Âu hiện đang diễn ra trong 24 giờ mà các báo chí, đặc biệt nhất là với lời của Tổng thư ký NATO, ông kêu gọi hiện tại tất cả các quốc gia ở châu Âu. Chúng ta hiện nay đang kêu gọi đến Hoa Kỳ và Anh Quốc, Đức hãy trang bị hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Nhưng các ông ấy chần chờ, bây giờ tôi yêu cầu tất cả các quốc gia đồng minh của chúng ta, từng quốc gia một cởi trói cho Tổng thống Zelensky. Cho quân đội của Ukraine được tập kích sử dụng hỏa tiễn và thiết bị quân sự của mình sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Tức là làm như vậy thì Anh Quốc và luôn cả Hoa Kỳ như Đức mới chấp thuận điều đó. Điều đặc biệt là Thủ tướng Đức, ông nói với hỏa tiễn trâu bò của ông là Torgot, ông không cung cấp
nhưng ông có cung cấp hòa tiễn khác có thể tầm xa tương đương là với hòa tiễn Togot của Đức. Thì nói đến việc hòa tiễn của Đức, loại tiễn gà trâu bò này, kính thưa bạn, sức mạnh của nó ra sao thì từ trước tới nay Duy Anh chưa có theo dõi về vấn đề này, tức là hầu như chưa có sử dụng nó bao giờ hết. Nhưng nói về quy lực của nó cũng như một trong loại hòa tiễn vượt âm và có thể vượt qua tất cả các hệ thống radar, vì vậy Đức chưa có công bố hỗ trợ cho Ukraine. Còn lại Hoa Kỳ thì có nhiều hòa tiễn đủ cỡ hết. Hoa Kỳ thì cũng còn đang chần chờ trước tình cảnh này, mà Tổng thống Zelensky ông đang cần thiết ngày hôm nay muốn có một cuộc chiến thắng và đánh bại quân Nga. Ở trước tình cảnh này bắt buộc Ukraine phải có hòa tiễn tầm xa và luôn cả kết hợp máy bay không người lái, nhưng Ukraine không có, không đủ để chiến đấu. Vì vậy cuộc chiến kéo dài càng lúc càng đang là mệt mỏi hơn cho lực lượng của quân đội Ukraine. Vì vậy với lời của Tổng thư ký NATO, ông nói bây giờ chúng ta hãy sử dụng các cách là từng quốc gia một mở cửa. Thì các bạn thấy là từng quốc gia mở cửa có như chẳng hạn F-16 và xe tăng Leopard hay là pháo binh được quyền sử dụng sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga, từ Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Canada. Canada thì tuyên bố cũng ngon lành, nó vũ khí tôi đưa cho anh là thuộc của anh muốn làm gì làm, anh muốn chạy đi đâu chạy, anh muốn bắn vào trong Nga chỗ nào thì anh bắn, đó là quyết định của các ông, không phải của chúng tôi nữa khi chúng tôi đã giao. Nhưng Canada và nhiều quốc gia khác hỗ trợ cho Ukraine nhiều hóa tiễn này con số hạn hẹp, họ cũng bị lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Vì vậy là rất khó khăn ở trước tình cảnh này, và hy vọng rằng ở các ngày tháng 10 tới đây và các ngày cuộc họp thượng đỉnh ở tại Liên Hiệp Quốc và gặp gỡ với Tổng thống Biden ở bên lề hội nghị, có thể là có một giải pháp tốt đẹp hơn, một giải pháp để hỗ trợ Ukraine nhiều hơn. Đó là chi tiết về tình hình ở châu Âu với lời phát biểu của Tổng thư ký NATO ông đã nêu ra. Còn lời Pháp thì cho đến hiện nay cũng chưa có lên tiếng về vấn đề hỗ trợ vũ khí Ukraine như thế nào. Nhưng theo nhiều tin tức đang chia sẻ cho rằng là Pháp âm thầm hỗ trợ cho Ukraine cái gói hỗ trợ vũ khí lớn từ Mi-29, Su-24, Su-25 và cũng như Su-30 với loại máy bay của hai quốc gia, một là Serbia, kính thưa bạn, hai Armenia, mà hiện tại giữa Nga và Armenia đang lên dây cốt với những gì mà Nga đã tố cáo Armenia là chuyển vũ khí cho Ukraine qua nước thứ ba, đó là hành động sai trái phép cũng như chưa được lệnh của Nga mà vận chuyển vũ khí, vân vân. Nhiều tình tiết đang sôi động giữa Nga và Armenia hiện nay và cũng có thể diễn cảnh của nó trong những ngày sắp tới, nó còn tồi tệ hơn. Nói đến là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine khi Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, thì người ta cho rằng diễn biến của nó là đi đến cái mạng đệ tam thế chiến, y hệt như thời kỳ đệ nhất thế chiến và đệ nhị thế chiến bây giờ đang sôi sục từ Trung Đông và lẫn cả châu Âu ngày hôm nay. Bên cạnh đó, luôn cả khu vực châu Á của chúng ta cũng đang rình rập với Trung Quốc và tình hình ở Biển Đông. Đó là chi tiết về tình hình châu Âu trong 24 giờ mà các báo chí bình luận, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại Trung Đông. Bối cảnh của Trung Đông đang diễn ra, đang phức tạp và chưa từng khó. Nói đến kể từ khi Houthi đã tấn công một trong loại tên lửa dược âm. Theo tin tức từ lực lượng không quân của Do Thái đã cho biết, nói sau khi mà lực lượng Houthi đã tấn công tên lửa siêu dược âm, thời gian của nó là từ 10 phút cho đến 13 phút đã đến mục tiêu đã nổ. Lực lượng quân đội của Do Thái dưới dạng Iron đã bắn hạ, nhưng con số bắn hạ của nó thế là hiện nay chưa có công bố là bao nhiêu quả. Nhưng nhìn qua với hình ảnh mà lực lượng của Do Thái đã công bố với những trái tên lửa đã nổ và chính xác trúng mục tiêu. Vì vậy trước tình cảnh này là lực lượng của Do Thái tuyên bố sẽ đáp trả lại Yemen trong những ngày sắp tới.
Và trước bối cảnh tình hình hiện đang căng thẳng hôm nay, kính thưa bạn, thì Do Thái đã tuyên bố như vậy, chưa có câu đáp trả nào, và với Hoa Kỳ cũng chưa có lên tiếng về sự vụ mà lực lượng của Houthi đã tấn công vào lãnh thổ đất nước của Do Thái. Và còn lại về tình hình hiện nay, nói đến ở tại Palestine, giữa Gaza và miền nam của Gaza hiện đang diễn ra bây giờ, tức là theo tin tức từ tình báo của Do Thái đã cho biết là lực lượng của Hamas đang hồi sinh và họ bắt đầu sẽ có những biến động mới. Hiện nay họ bắt đầu thành lập các đơn vị ở bên ngoài của Palestine và cũng có thể một cuộc giải dây sắp tới. Và nếu như Palestine và Do Thái ký kết hòa bình, chẳng khác nào nuôi ong tai áo và đẩy cột vào rừng để rồi một cuộc chiến mới sắp tới. Như vậy, tình hình hiện tại, theo lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông cho biết là ông không bao giờ để cho lực lượng của Hamas được hồi sinh và tồn tại ở tại dải Gaza. Đó là chi tiết về Do Thái đã công bố và tình hình hiện nay ở Trung Đông. Cục diện của nó càng lúc càng phức tạp với hai ba lực lượng. Một là lực lượng Houthi, hai Hamas và Ebola cũng như dân quân Hồi giáo ở tại Iraq. Ây cha, cục diện này phải nói đang rùm beng và hỗn hợp chưa từng có. Nhưng đứng phía sau đó là Iran đã trọi lưng. Tức là từ giáo chủ Hồi giáo của Iran và luôn cả tổng thống mà ông đã qua đời vừa qua, ông tuyên bố là ông sẵn sàng hỗ trợ vũ khí cho với đồng minh của ông và một trong huynh đệ Hồi giáo, từ lực lượng của Hamas, Houthi và lẫn cả Hezbollah. Vì vậy, tình hình ở Trung Đông, cục diện đang phức tạp, gần ở đến cái chảo lửa bùng nổ sắp tới. Hiện nay thì với tổng thống của Iran, ông lên đính tránh và ông bác bỏ những thông tin từ các quốc gia Hoa Kỳ và luôn cả các kênh truyền hình Ả Rập Xê Út và cho rằng là Iran đứng phía sau để viện trợ tên lửa siêu vượt âm cho Yemen và tấn công vào lãnh thổ đất nước Do Thái. Ông nói không, không, tôi không phải làm chuyện đó. Và tôi khẳng định một điều, với quốc gia của Iran chưa bao giờ hỗ trợ tên lửa cho lực lượng của Houthi. Như vậy, với các báo chí bình luận và khẳng định điều này, ông hoàn toàn chối bỏ và ông không chấp thuận điều kiện đó, với không có bằng chứng cụ thể là lực lượng của Iran đã viện trợ vũ khí cho lực lượng của Houthi. Thì vừa qua, nói đến Iran cũng từng tuyên bố điều đó là Iran đã viện trợ tên lửa cho Nga. Thì Iran chối lơ lẻo, nhưng sau khi Hoa Kỳ đã công bố hình ảnh vệ tinh với những chiếc tàu và đi qua xuyên những quốc gia và đi đến đất nước Nga để lôi những trái tên lửa đó lên, kính thưa bạn, và chất vào kho. Bằng chứng đã có cụ thể, cuối cùng Iran im lặng và không lên tiếng. Như vậy chứng tỏ cho thấy với sự vụ mà lực lượng của Houthi đã tấn công vào Do Thái, tức là đứng phía sau là Iran đã cung cấp tên lửa cho lực lượng Houthi. Đó là theo báo chí bình luận về tình hình hiện nay ở tại Trung Đông. Thì chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới. Theo lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đã tuyên bố sẽ đáp trả Houthi và tấn công vào Yemen, thì có hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở tại Trung Đông hiện đang diễn ra trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở khu vực châu Á của chúng ta đang sôi động, mà Hoa Kỳ đã lên tiếng, trong đó là với cả Tổng thống Đài Loan, ông Lai Sinh Đức, với kế hoạch của Trung Quốc sẽ chiếm lấy đảo Kim Môn thời gian 6 tháng tới. Và dựa hiện tại ngay bây giờ, tức là Kim Môn, Trung Quốc đã bao vây ở đảo Kim Môn với những chiếc tàu chiến ở khu vực quần đảo Đảo Quốc Đài Loan hiện đang diễn ra hôm nay. Kế hoạch của Trung Quốc là muốn tầm ăn dâu cho tàu hải cảnh, tàu dân quân cứ bao vây ở Kim Môn. Và để làm gì? Họ kiểm soát vùng biển này với kế hoạch thời gian là 6 tháng. Như vậy, Trung Quốc có đạt được thành công hay không?
theo các báo chí bình luận qua lời phát biểu của Tổng thống Đài Loan, ông Lai Sơn Đức. Ông tuyên bố rằng bất cứ trên mọi phương pháp hiện nay mà Trung Quốc muốn đe dọa đến đảo quốc Đài Loan, và chỉ cần nếu như Trung Quốc sử dụng đến tất cả mọi phương thức, chúng tôi cũng sử dụng mọi phương pháp để bảo vệ đảo quốc Đài Loan của chúng tôi, từ Kim Môn và Hạ Môn và nhiều khu vực khác. Hai bên hiện đang căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có, thì Trung Quốc đang tiếp tục tập trận lợi với Nga. Kính thưa bạn, đây là mối đe dọa riêng giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như Nam Hàn, và bên cạnh đó là có cả Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên mở ra những cuộc tập trận và bắn thử tên lửa. Hiện nay, như lời Putin đã tuyên bố rằng là với sức mạnh đồng minh của Nga, từ Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran, chúng tôi có thể sử dụng đến vũ khí hạt nhân, và chúng tôi sẽ thí nghiệm thử vũ khí hạt nhân trong vài ngày tới, theo lời của Putin đã đe dọa. Hiện nay, kính thưa bạn, thì Putin hiện nay bây giờ phải nói là chỉ còn lại duy nhất là Trung Quốc, mà Trung Quốc thì ương ương dở dở, không cương quyết là sát cánh đồng minh lợi với Nga, mà chỉ hợp tác vấn đề kinh tế, theo lời Tập Cận Bình đã từng tuyên bố.